Trước đây thì em có sổ mũi 3 lần ở những cái bệnh viện khác. Thì 3 lần đó đều bị fail hết, bị lỗi hết. Thì em cũng lên mạng tìm kiếm những cái bệnh viện để mà mình phẫu thuật tốt nhất á. Thì em vô tình thấy bệnh viện Thanh Vân thôi. Nhưng mà khi mà em đến làm thì lúc đó thì em được tư vấn rất là kỹ. Rồi bác Vân làm rất là có tâm. Thì em cũng không biết, nhưng mà từ đó thì em cảm thấy rất là thích cái bệnh viện này. Và em còn thích tương lai sẽ phẫu thuật vài lần nữa. Ngọc vừa nhấn mấy được 10. Ngọc cảm thấy rất là hài lòng và rất là đẹp. Ngọc nghĩ là sắp tới Ngọc sẽ quay lại bệnh viện để làm những cái phẫu thuật khác, chẳng hạn như là có thể là phẫu thuật ngực tiếp theo. Ngọc mà gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Thu Vân và toàn thể mấy anh chị ở trong bệnh viện rất là nhiều. Mọi người rất là nhiệt tình và chăm sóc Ngọc rất kỹ. Ngọc cảm ơn. Bệnh viện Thẩm mỹ Thanh Vân, nơi vẻ đẹp tỏa sáng. Hotline 028 39 10 10 10.